cha máy flycam SR-C11 cho anh An nhé. Anh báo về một động cơ bị giật. Qua kiểm tra sơ bộ của bên em thì em thấy nó hoạt động hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Máy của anh hoạt động hoàn toàn bình thường nhé.